Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam vô địch giải hạng nhất quốc gia. Ủy ban dân thành phố Tam Kỳ tổ chức lễ trao giải thưởng Phan Châu Trinh lần thứ 22 năm 2023. Nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa tại ngày hội sinh thái Cà Bang, thôn Thọ Tân, xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ. Tháo gỡ khó khăn trong công tác cai nghiện và sau cai nghiện ma túy. Bây giờ là nội dung của chương trình. Thưa quý vị, chiều qua tại sân vận động Tam Kỳ, câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam tiếp đón câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu tại lượt đấu thứ 18, lượt đấu cuối cùng tại giải hạng nhất 2023. Đây là trận đấu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, Quảng Nam sẽ vô địch giải hạng nhất và giành quyền thăng hạng V-League 2024. Đến dự khán và cổ vũ có đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, cùng hàng ngàn người hâm mộ thể thao. Với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, câu lạc bộ Quảng Nam thi đấu áp đảo đối thủ và làm chủ hoàn toàn thế trận. Lần lượt Võ Văn Toàn, Nguyễn Văn Trạng, Nguyễn Đình Bắc và Lê Văn Nam ghi bàn giúp câu lạc bộ Quảng Nam giành chiến thắng với tỷ số 4-0. Với kết quả này, Quảng Nam có 37 điểm sau 18 vòng đấu và giành chức vô địch giải hạng nhất, cùng với đó là tấm vé duy nhất thăng hạng V-League. Như vậy, sau 3 năm rút hạng, Quảng Nam đã trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Đội sẽ có hơn 2 tháng chuẩn bị lực lượng trước khi bước vào mùa giải mới, dự kiến khởi tranh vào cuối tháng 10 năm 2023. Nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9, chuẩn bị bước vào năm học mới 2023-2024 và kỷ niệm 151 năm ngày sinh nhà yêu nước Phan Châu Trinh, ngày 9 tháng 9 1872, ngày 9 tháng 9 2023. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ tổ chức lễ trao giải thưởng Phan Châu Trinh lần thứ 22 năm 2023. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu. Giải thưởng mang tên Nhà chiến sĩ yêu nước Phan Châu Trinh được thành lập vào năm 2001 nhằm động viên, khuyến khích, khơi dậy ý chí học tập, nghiên cứu cho con em Tam Kỳ. Qua 21 lần trao thưởng đã có hơn 1.100 tập thể cá nhân được tôn vinh. Trong đó có 6 tập thể, 10 cá nhân là những người sáng lập và có đóng góp lớn cho giải thưởng. Hơn 1.000 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu. Năm nay là lần thứ 22 giải thưởng được trao tặng cho 113 cá nhân, gồm một phó giáo sư, 5 tiến sĩ, một thạc sĩ loại giỏi, một giáo viên giỏi cấp quốc gia, 7 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 13 sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, 61 sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, một giải nhì cấp quốc gia, 4 giải ba cấp quốc gia, một thủ khoa, 17 học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh và ông Cho Danh Ho, chủ tịch tổ chức làng Hoa Sen Quốc tế Hàn Quốc, người có nhiều đóng góp hỗ trợ công tác khuyến học cho thành phố thời gian qua. Trong các cá nhân được nhận giải thưởng năm nay, có người vinh dự được tôn vinh lần thứ hai, thứ ba. Đặc biệt năm nay có trường hợp hai mẹ con cùng nhận giải thưởng, đó là tiến sĩ Đoàn Phan Anh Trúc và em Nguyễn Đoàn Anh Nguyên. Tối qua, xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ chính thức khai mạc ngày hội Cà Bang. Đây là một trong những sản phẩm du lịch mới nằm ven sông Tam Kỳ, hứa hẹn du khách sẽ đến tham quan, tìm hiểu những nét đặc trưng thuần nông thông qua sản phẩm du lịch sinh thái, tái hiện đời sống, văn hóa, lao động, sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới ở địa phương này. Ngày hội Cà Bang, xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ diễn ra trong 2 ngày cuối tuần với chuỗi hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa địa phương thú vị như tham quan, trải nghiệm tại các nhà vườn, check-in cánh đồng hoa ven sông, trưng bày cây bonsai, đá phong cảnh, vẽ tranh, viết thư pháp, trải nghiệm du lịch sông Tam Kỳ. Trong các hoạt động trên, điểm nhấn vẫn là phiên chợ quê hương vị Cà Bang. Tại đây, các hộ dân trên địa bàn xã Tam Ngọc phục vụ nhiều món ăn như các loại bánh chập, bánh bèo, bánh ướt. Các món ăn gắn liền với người dân nơi đây như khoai lang nấu đường, xôi bắp. Ngày hội Cà Bang nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng của làng Cà Bang, của vùng đất Hà Đông xưa, Tam Kỳ nay. Cà Bang, một ngôi làng nhỏ bình yên, đất đai phì nhiêu, màu mỡ. Vùng đất này còn lưu giữ những nét thôn quê của một vùng đất thuần nông. Qua hoạt động này, chính quyền thành phố mong muốn xây dựng sản phẩm du lịch sinh thái nông nghiệp ven sông Tam Kỳ dựa vào cộng đồng làng với bản sắc riêng, độc đáo.
Sáng nay tại làng sinh thái Cà Bang, thôn Thọ Tân, xã Tam Ngọc, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức ngày hội Phụ nữ Tam Kỳ khởi nghiệp sáng tạo, phát huy tài nguyên bản địa và tuyên dương điển hình phụ nữ tham gia kinh tế, hợp tác xã, tổ hợp tác, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Làng Cà Bang, thôn Thọ Tân, xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ có nhiều tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, giá trị lịch sử, văn hóa đa dạng, ẩm thực phong phú, là điều kiện thuận lợi để Tam Ngọc đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp dựa vào cộng đồng. Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế mảnh đất này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Tam Kỳ đã chọn Cà Bang để tổ chức ngày hội khởi nghiệp sáng tạo, phát huy tài nguyên bản địa. Qua đó tạo cơ hội để phụ nữ Tam Kỳ giới thiệu kết nối sản phẩm khởi nghiệp, giao lưu ẩm thực địa phương gắn với sản xuất sạch, tiêu dùng sạch, du lịch xanh, giao lưu kết nối phát huy tài nguyên bản địa gắn với du lịch cộng đồng. Trong khuôn khổ ngày hội khởi nghiệp, người dân du khách tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như kết nối và tham quan mua sắm tại các gian hàng khởi nghiệp và sản phẩm nông nghiệp của phiên chợ quê Tam Ngọc. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Tam Kỳ đã tổ chức hoạt động tọa đàm giao lưu, tuyên dương điển hình phụ nữ tham gia kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hoạt động cũng thiết thực hưởng ứng thực hiện đề án 989 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và đề án 01 hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ. Sáng nay 27 tháng 8, Hội đồng Hương xã Duy Trung tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã tổ chức buổi gặp mặt. Đây là xã thứ 13 trong 14 xã thị trấn trong năm 2023, tổ chức hội ngộ đồng bào Duy Xuyên, Quảng Nam đang sinh sống làm việc xa quê. Sau 4 năm gián đoạn từ đại dịch COVID-19, thì xã Duy Trung mới tổ chức cuộc gặp mặt với đông đảo bà con xã Duy Trung ở các tỉnh phía Nam. Duy Trung tổng dân số hiện nay khoảng 2.400 hộ, trên 8.000 nhân khẩu. Tuy nhiên, số người vào các tỉnh phía Nam sinh sống và lập nghiệp cũng chiếm số lượng lớn. Với truyền thống đoàn kết, gắn bó, họ đã có nhiều đóng góp không nhỏ cho quê nhà qua các hoạt động, đền ơn, đáp nghĩa, công tác từ thiện, khuyến học khuyến tài và góp phần xây dựng nông thôn mới tại quê nhà Duy Trung. Lần gặp mặt này sẽ bầu nên một ban chấp hành mới để tiếp tục đảm đương việc gắn kết đồng bào xa xứ. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Duy Trung khen thưởng các thành viên tích cực trong công tác Hội đồng Hương xã Duy Trung, mừng thọ các cụ cao niên, tặng học bổng cho học sinh hiếu học và đề ra nhiều định hướng phát triển trong thời gian tới. Sáng nay, tại nhà thờ tộc Phạm làng La Qua, phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Hội đồng Gia tộc và Ban khuyến học tộc Phạm tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng cho học sinh sinh viên là con cháu trong tộc đã đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc năm học 2022-2023. Tại lễ khuyến học, ông Phạm Hồng, trưởng tộc đã khen ngợi thành tích học tập của con cháu, học sinh, sinh viên đã kế thừa phát huy tốt truyền thống hiếu học của dòng tộc, đồng thời động viên con cháu trong tộc nêu cao tinh thần học tập, vì lợi ích của bản thân, gia đình và xã hội, góp phần làm rạng rỡ tông môn dòng tộc. Tại buổi lễ, Hội đồng Gia tộc và Ban khuyến học tộc đã tặng giấy khen và phần thưởng cho 126 học sinh, sinh viên từ cấp 1 đến đại học vượt khó học giỏi, học sinh đạt thành tích cao tại các hội thi cấp thị xã, cấp tỉnh và thành phố tổ chức. Trong đó, cấp tiểu học có 40 cháu, trung học cơ sở 57 cháu, trung học phổ thông 26 và 7 cháu thi vào các trường, đại học và tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi. Với tổng giá trị phát thưởng lần này là trên 26 triệu đồng. Trong nhiều vụ mùa qua, công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương Quảng Nam thuộc Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam Vinasit Group phối hợp cùng bà con nông dân ở các địa phương ở thị xã Điện Bàn trồng trình diễn giống lúa thuần chất lượng Hương Châu 6, VNR20 và giống lúa thuần năng suất DB18. Qua thực tế, các giống lúa này cho kết quả vượt trội về năng suất và khả năng kháng sâu bệnh, thời tiết khắc nghiệt so với các giống sản xuất đại trà tại địa phương. Vụ hè thu này, công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương Quảng Nam phối hợp cùng Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Điện Phước 2 sản xuất 11 hectare giống lúa thuần DB18. Đây là giống có tính thích ứng rộng trên nhiều chân đất, có thời gian sinh trưởng ở vụ hè thu này từ 94 đến 96 ngày, khả năng đẻ nhánh khỏe, chống chịu của thời tiết khắc nghiệt, kháng được sâu bệnh, chống đổ ngã. Đặc biệt, bông lúa dài, số hạt chắc trên bông lớn, mật độ bông cao, bông cây to đều, chất lượng gạo mềm, ngon, vị đậm, năng suất ước đạt từ 70 đến 75 tạ mỗi hecta. Tại buổi thăm đồng cho thấy hầu hết diện tích lúa đều cho năng suất khá cao. Các hộ tham gia trồng giống lúa DB18 này đều tỏ ra phấn khởi bởi mặc dù thời tiết trong vụ này khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, khi lúa trổ lại gặp mưa nhưng giống lúa vẫn cho năng suất vượt trội so với các giống lúa khác.
khi thu xạ và đến khi thu thu hoạch rất là ít phân, mà kể cả quá trình của cây giống này là nó ít bệnh sâu rầy, và cái hơn nữa là giống này là nó đứng được trên cái, nó đứng vững ở trên những cái đồng ruộng là như cái rập hoặc những cái đồng ruộng bùn lầy. Từ vụ đông xuân năm 2021, nhiều hộ dân ở xã Điện Thọ và nhiều địa phương khác ở thị xã Điện Bàn đã đưa vào sản xuất giống lúa chất lượng Hương Châu 6. Đây là giống cảm ôn, gieo trồng được cả hai vụ, thời gian sinh trưởng bình quân từ 92 đến 94 ngày. Lúa có khả năng đẻ nhánh khá, chịu thâm canh, cứng cây, chống đổ ngã, hạt lúa thon dài, gạo trong, cơm trắng bóng, dẻo, vị đậm, có mùi thơm nhẹ. Năng suất bình quân đạt từ 70 đến 73 tạ mỗi hecta. Khi mà làm cái giống này, tôi thấy là rất là thuận lợi cho bà con nông dân. Cái mùa đầu tiên á, là thứ nhất là nó được cái ưu điểm là không nhiễm sâu bệnh, ít nhiễm chứ không phải là không nhiễm. Thứ hai là nó chịu nắng, chịu hạn, nhưng mà năng suất cho rất là cao. Cái vụ đông xuân 2021 là chú làm là 500 kg lúa khô trên một sổ, thì nhập lúa giống vào tới xã. Chú thấy là cái lúa này hiện bây giờ là bà con nông dân rất là chủ. Nhưng mà đặc biệt năm nay xuân hè là năng suất rất là cao, mà rất là được. Từ lâu nay, nhiều nông dân ở Điện Bàn biết đến giống lúa thuần VNR20 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam chọn tạo. Giống có thời gian sinh trưởng từ 96 đến 98 ngày. Đây là giống chống đổ ngã rất tốt, chịu thâm canh, ít sâu bệnh. Chiều cao cây từ 95 đến 100cm, đẻ nhánh khỏe, hạt lúa thon dài, năng suất bình quân đạt từ 74 đến 76 tạ mỗi hecta. Cái giống lúa VNR20 này, trong cái vụ sản xuất của vụ đông xuân, nếu chúng ta thâm canh tốt có thể là trên dưới 80 tạ một hecta, còn vụ hè thu thì có thể là trên dưới 75 tạ một hecta. So với những lúa khác thì nó cao cho năng suất cao hơn. Trong những năm qua, Công ty Cổ phần Giống Cây Trồng Trung ương Quảng Nam phối hợp cùng với các hợp tác xã và bà con nông dân ở thị xã Điện Bàn thường xuyên trồng trình diễn các loại giống mới cho năng suất cao, đồng thời mở rộng diện tích liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân trên địa bàn. Thì hiện nay với cái diện tích sản xuất trên địa bàn của thị xã Điện Bàn thì với quy mô các giống nên là tương đương khoảng là trên 500 hecta sản xuất liên kết. Còn đối với thị trường cung ứng cho bà con tiêu thụ trên toàn tỉnh Quảng Nam thì hiện nay là giống chủ lực nhất là giống Thiên Ú 8 với quy mô là khoảng là 7.000 hecta một năm, và đối giống thứ hai là giống VNR20 là khoảng 5.000 hecta một năm. Thì các giống khác thì tương tự thì khoảng dao động từ 1.000 đến 2.000 hecta. Thì trong đó cái giống nổi trội nhất của công ty hiện nay được đánh giá được tiềm năng năng suất và cũng như chất lượng và được gieo trồng được 2 vụ. Thực tế cho thấy những giống lúa thuần do Công ty Cổ phần Giống Cây Trồng Trung ương Quảng Nam đang gieo xạ tại thị xã Điện Bàn cho năng suất vượt trội. Thêm vào đó, việc liên kết giải quyết đầu ra sản phẩm của doanh nghiệp đã tạo ra bước đột phá quan trọng, tạo ra bước phát triển mạnh mẽ trong phát triển nông nghiệp hiện nay. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh Xã hội, tính đến ngày 10 tháng 6, 2023, trên địa bàn tỉnh hiện có 664 người sử dụng trái phép chất ma túy, 492 người đang điều trị methadone, 34 người đang cai nghiện tại gia đình, 174 người cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy. Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã rất cố gắng trong công tác tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn. Tuy nhiên, trong công tác này vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, bất cập. Huyện Tiên Phước là một trong những địa phương điểm nóng về ma túy trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, địa phương này rất tích cực trong việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống ma túy. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán, tàn trữ và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp. Bên cạnh việc tổ chức cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng, huyện Tiên Phước cũng đang duy trì cơ sở cấp phát thuốc methadone tại Trung tâm Y tế huyện, hỗ trợ điều trị 179 đối tượng. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức điều trị bằng chất thay thế methadone ở địa phương cũng gặp không ít khó khăn. Chúng tôi có những cái khó khăn nhất định. Khó khăn đó là, thứ nhất là cơ sở methadone chúng tôi là một cơ sở cấp phát thuốc. Thì số lượng người cấp phát thuốc thì không vượt quá 140 theo quy định của Bộ Y tế. Tuy nhiên là số lượng chúng tôi hiện tại là
rất là đông, xoay quanh trong số 170. Huyện Núi Thành là địa phương giáp ranh với thành phố Tam Kỳ và tỉnh Quảng Ngãi. Đến tháng 5 năm 2023, trên địa bàn huyện có 41 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 15 người cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện, 10 người cai nghiện cộng đồng, 16 người cai nghiện bằng chất thay thế methadone. Còn tại thành phố Tam Kỳ, tình hình người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy cũng rất phức tạp. 13 trên 13 xã phường có người sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy. Phần lớn người sử dụng chất ma túy tập trung ở nơi đông dân cư. Theo luật phòng chống ma túy năm 2021, thì việc thực hiện cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng cần phải có sự hỗ trợ chuyên môn của các đơn vị, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy. Tuy nhiên, trên thực tế, các đơn vị công lập ở địa phương đến nay vẫn chưa đảm bảo các điều kiện để thực hiện việc cung cấp dịch vụ. Trong khi đó, tỉnh vẫn chưa có những chính sách khuyến khích thu hút được các tổ chức cá nhân ngoài nhà nước tham gia công tác này, nên người nghiện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn phần lớn phải tự cai thô. Trên địa bàn huyện Bắc Trà My chưa có một cái trụ sở, chưa có một cái trung tâm để mà tổ chức cách cơn giải độc, rồi điều trị cho các đối tượng nghiện ma túy. Đó là vấn đề khó khăn thứ nhất. Cái vấn đề khó khăn thứ hai nữa là liên quan đến các dịch vụ hỗ trợ cho các đối tượng nghiện ma túy để xác định các đối tượng nghiện cũng như thuốc men để điều trị các đối tượng nghiện ma túy cũng như quản lý theo dõi các đối tượng nghiện ma túy thì hiện nay thì rất là hạn chế. Trung tâm cai nghiện Quảng Nam hiện đang quản lý 174 đối tượng, trong đó có 152 đối tượng bắt buộc. Các học viên được tiếp nhận vào sẽ trải qua quá trình cắt cơn giải độc, thường kéo dài trong vòng 21 ngày. Những năm gần đây, người cai nghiện các loại ma túy truyền thống như heroin, cần sa có xu hướng giảm dần, thay vào đó là nghiện các loại ma túy tổng hợp như cỏ, đá, lắc. Đây là những vấn đề hết sức khó khăn trong quá trình điều trị, do hiện trên thế giới chưa có phác đồ điều trị nào đối với người nghiện ma túy tổng hợp. Điều trị cho những người nghiện ma túy này chủ yếu là điều trị về triệu chứng với những biểu hiện không rõ ràng, khó phát hiện. Trong những năm gần đây, cái đối tượng mà tiếp nhận vào cơ sở nghiện ma túy là nó thiên về cái nhóm amphetamine, có nghĩa sử dụng cái nhóm ma túy đá, ma túy tổng hợp. Do đó có những cái triệu chứng bị loạn thần, rồi gây ảo giác. Khi đến cơ sở thì đối tượng thường hay chống đối. Tại cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam, sau khi trải qua quá trình cắt cơn giải độc, học viên được tạo điều kiện tham gia các hoạt động thể dục thể thao, lao động sản xuất và giáo dục để phục hồi thể chất. Tuy nhiên, cai nghiện đã khó, việc tái hòa nhập cộng đồng còn khó khăn hơn, bởi đây mới là yếu tố quyết định việc cai nghiện có thật sự thành công, hiệu quả và lâu dài hay không. Thì do môi trường cũng nhiều người sử dụng ma túy, có hoàn cảnh nữa, nên cũng theo đu bạn bè, đua đầu vào ma túy. Nhiều đêm làm suy nghĩ về gia đình, về cuộc tương lai của mình, không biết sao nói về đời thì mình tái hòa nhập cộng đồng như thế nào. Để hòa nhập cộng đồng thì cũng rất là khó đó chị. Bởi vì khi mình bước chân về là mình, đó là người ở đây mình cai nghiện thành công rồi. Nhưng mà về người kia chưa chắc là mình đã thành công cai nghiện người kia. Cái quan trọng là ở người kia chứ không phải ở trong này đâu. Thời gian qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp cùng các sở ngành liên quan, địa phương, tổ chức nhiều lớp tuyên truyền về dự phòng nghiện ma túy cho nhóm có nguy cơ cao, học sinh, sinh viên, tham vấn hỗ trợ điều trị nghiện ma túy cho người nghiện, gia đình người nghiện ở nhiều địa phương, tổ chức các diễn đàn, tọa đàm để tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy. Việc này góp phần kiềm chế gia tăng người nghiện mới, người tái nghiện, giảm thiểu các tác hại của tệ nạn nghiện ma túy đối với cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đồng thời, qua các buổi tuyên truyền sẽ góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về phòng chống ma túy. Phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Thì cái ngành lao động thì tuyên truyền trong các kênh của ngành, nhưng mà cũng phối hợp với lại chính quyền địa phương làm tốt công tác mà dự phòng nghiện trong các trường học. Và chúng tôi cũng tổ chức các buổi nói chuyện truyền thông. Có nhiều người nghiện thì chúng tôi cùng với ủy ban nhân huyện tổ chức các tọa đàm để rồi cái trao đổi những cái đường và đặc biệt là những cái vấn đề bất cập trong tác phối hợp để có cái tham mưu chỉ đạo và giải quyết những cái vấn đề vướng mắc nó gặp phải trong thời gian vừa qua.
Năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 116 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Mới đây vào tháng 3 năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết 02 quy định về nội dung mức chi cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Để những chính sách này thực sự đi vào cuộc sống, thực sự phát huy hiệu quả trong công tác phòng chống ma túy, rất cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành lao động thương binh và xã hội, công an và y tế để hướng tới một cộng đồng sạch ma túy. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cung cấp. Xin kính chào tạm biệt. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, độ ẩm từ 42 đến 90%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm từ 45 đến 90%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm từ 43 đến 85%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, độ ẩm từ 40 đến 85%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Vờ Rao mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 48 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, chiều mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm từ 45 đến 93%, gió nhẹ. Thị trấn Trà My mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, chiều mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, độ ẩm từ 42 đến 95%, gió nhẹ.